Em gái Cẩm Ly đáp trả thâm thúy khi bị chỉ trích sống đạo đức giả, lợi dụng sự ra đi của Phi Nhung. Dưới bài đăng bày tỏ sự tiếc thương đến Phi Nhung, Minh Tuyết nhận về những lời lẽ không hay. Trước ý kiến cho rằng mình đạo đức giả, em gái Cẩm Ly không ngần ngại đáp trả. Sự ra đi của Phi Nhung để lại nỗi mất mát lớn với làng giải trí Việt Nam. Trong hai ngày qua, mạng xã hội ngập tràn những bài đăng tưởng nhớ đến nữ ca sĩ. Bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là dòng ca bông điên điển đã qua đời. Minh Tuyết là một trong những đồng nghiệp thân thiết với Phi Nhung. Sau khi nhận tin đối phương không qua khỏi, cô nghẹn ngào chia sẻ kỷ niệm của cả hai. Trên trang cá nhân, em gái Cẩm Ly cho biết, Phi Nhung chính là người đã giúp mình kiếm được những đồng cắt xe đầu tiên khi sang Mỹ. Nhớ về đối phương, cô viết. Phi Nhung là thế đấy, thích thì làm, thích thì nói, không suy nghĩ nhiều, không toàn tính nhiều, nên dễ làm người khác thương nhưng cũng dễ làm người khác buồn và giận. Bởi lẽ là vì cô ấy có một trái tim đơn thuần, một trái tim lành. Nhung đi thành thản nhé, mãi nhớ về Nhung, một bà chỉ vô tử lử. Em có nói với mọi người, bà Nhung rủ em hát chung nữa em sẽ không hát đâu. Nhưng bây giờ, Nhung ơi, tỉnh dậy hát với em nè, em không dành hát với Nhung đâu, Nhung muốn hát bè, hát đuổi, em chiều Nhung hết. Bên cạnh những lời đồng viên đồng cảm lại xuất hiện không ít bình luận miệng mai cho rằng em gái cầm lì đạo đức giả khi Phi Nhung qua đời mới nhắc đến chuyện cũ. Trước lời công kích này, Minh Tuyết thẳng thắn trả lời. Em à, tại sao phải nghi kỷ? Đầy nghiến, trách móc, bới mói thắc mắc ganh ghét cho nhau với người còn đang sống hiện hữu. Để được gì, sao không yêu thương nhau, cho nhau những lời hay ý đẹp để rồi khi họ mất đi bạn không hối tiếc. Những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi gặp nhau kể cho nhau nghe, chia sẻ, cười nói, cho nhau những câu xin lỗi. Đừng buồn, tôi vô tình, tôi rất thương bạn và cảm ơn, chứ chúng tôi không cần mỗi ngày khi không lên Facebook viết để kể lệ cho mọi người nghe, khi không có một vấn đề nào đó liên quan đến. Hãy tập sống vị tha, mở rộng trái tim mình để không hối tiếc mai này. Nhung đi thanh thản nhé, coi như chỉ đã trả xong nợ trần. Ai gieo tiếng oán cho chị, hiện giờ chắc là họ đang chịu sự giàn vặt của lương tâm. Cô cũng tỏ ra phiền lòng khi nhiều kẻ để lại bình luận quảng cáo phô duyên. Minh Tuyết khẳng định đây là bài đăng đưa tiễn phi nhung, không chấp nhận việc quảng cáo bày bà. Nữ ca sĩ còn nhờ cư dân mạng vào cuộc giúp mình đánh sập những kênh, tài khoản có hành động kém sang. Cụ thể cô viết, dù biết rằng mọi người làm ăn nên không chừa bất cứ thủ đoạn nào để quảng cáo, nhưng làm ơn đây là topic buồn đưa tiễn người ra đi mà cũng nhào vô đây để quảng cáo ba cái bẫy bạ này. Còn lương tri không vậy, ai giỏi về IT giúp tuyết đánh sập hết mấy cái kênh này hay kích no out khỏi trang của tôi, tức quá mà.